Ủa em nghe nói là có cô nào gửi tiền cho chị hay chị Vi? Cô nhắc tên Cô giấu tên hả? Rồi gửi bao nhiêu? Trang Phi 600 đô. 600 đô hả? Rồi nhận được chưa? Chưa. Rồi nói chừng nào gửi? Trang không biết là đã Phi không có giấy chứng minh. Không có giấy chứng minh là không lấy được hả? Nhưng cước á, được có lấy. Là có shipper xuống rồi chưa? Chưa, chưa thấy mặt. Rồi có điện thoại gì chưa? Có điện lại mà chưa thấy mặt. Điện lại lâu chưa? Chưa. Rồi chưa, rồi shipper nói sao? Chưa, nó hỏi anh Phi là tên gì, cái gì tên họ gì, mà anh Phi nói họ Trần Văn Tấn, anh Phi nói gì đó, Trần Văn Tấn hả? cái anh Phi nói là chưa có giấy căn cước, mấy người ta nói sao mà nhận tiền mà sao mà chưa lấy căn cước thì mà nhận, người ta nói gì, thế em nói giấy căn cước em nè, người ta không chịu nhận, người ta không chịu giấy chứng minh mình em, căn cước em cứ anh Phi mà. Ấy Rồi gửi cho anh Phi. là có nghĩa là gửi cho anh Huy là phải có giấy của anh Huy ra nhận thôi chứ chị nhận Rồi không cho được anh đúng Phi không? mà anh Phi không có căn cước mà sao mà nhận. Nói là bữa mai kêu anh Phi đi lấy căn cước đi, đặng 11 người ta gửi. Rồi em nói em có mà có chứng minh em mà Lâm Hiếu Huy mà người ta không chịu nhận, người ta đưa cho anh Phi. Là hồi chiều quá ha. Rồi chưa? Hồi chưa. Hồi trưa lúc mà em ngồi uống ăn sáng trưa đó, Rồi vậy hồi trưa sao đó, mà hồi trưa tới giờ người ta điện vậy rồi sao mình không tranh thủ lấy giấy để mình đi nhận tiền? anh Phi nói mai mai nó lúc mà trưa đó, mới mới là trưa người ta mới mới người ta điện lại. Kỳ vậy? Người ta cho tiền, gửi tiền qua thì mình tranh thủ giấy tờ để mình nhận rồi. Không chịu tranh thủ giấy tờ rồi để nữa người ta hoàn hoàn tiền về về, về, về bên Mỹ là coi như là học không có tiền nữa nghe. Cái này em cũng không biết đâu, anh Phi để em nói hoài nó nghe thôi. Có Bây giờ là nói bây giờ là nói ừ ờ ừ, dạ dạ nói thưa dạ thưa rồi. dạ nói dạ dạ mai lấy ngồi mai không lấy luôn đó. Ủa mà sao mấy lần trước Rồi gửi cho đi em mua không cái mà liệu, nó đi mua nó có mua đâu, nó nói dốc gì đó. nào thấy không? Thì sao mấy lần trước gửi cho em không mà lần này gửi cho Phi hả? Em không biết người ta nói giỡn Phi rồi, đám miếng cước em người ta không chịu rồi, đám chịu nhận. Vậy là đợt này là Phi có em không có đúng Em không? cho mày 600 đô mẹ, em biết có mà mẹ em chưa biết. 600 đô Mẹ anh này em người ta sao vàng mà cho nhiều dữ vậy ta? mới mới người ta điện lại 600 thôi. đô 600 đô là tới 12 10 gần 13 13 triệu nữa triệu chứ không phải ít đâu. Mới người ta điện lại cho em thôi, em chưa có biết có không có. Người ta nói là 600 đô hả? Nói cho anh Phi không à, 600 đô. Anh Phi nói chưa có giấy cước. Anh Phi nói gì đó chị có nghĩ rằng là khi nào có thể là người ta gạt mình không? thì bởi vậy nó anh Phi nói chưa chưa có giấy cước chưa có lấy. Người ta cho em với bà cô giấu tên là cho không cho nhiều gì đâu, cho là có 200 300 đô à, cái gì 600 đô em cũng Có khi nào người ta gạt chứ làm gì mà có ai mà mình cho một lần 600 đô? nghe người ta ai biết, em chỉ nghe vậy thôi chứ biết đâu, để hai chồng em mà chưa giờ ăn trưa mới người ta điện lại. Chứ cho là cho 100 200 đô thì có cái đó có là cái Thì này hy mỗi vọng sẽ có. lần cô mà giấu tên là gửi cho em có anh em với em có 100 đô, anh Phi có 200 đô à, là có thiệt. Ừ, còn cái này gửi lần 600 Nên đô dữ cho anh vậy. Phi không à, sao mà không gửi cho em nói chứng minh em không được nữa nè, ở chồng vợ mà sao mà lấy không được. Không đúng tên. Giờ hơn nữa là hồi đó là người ta gửi tiền cho anh Huy cho chị rồi nè. Là người ta tưởng rằng là anh chị lấy cái tiền đó làm xu vốn để anh chị đi mua báo ve chai chứ còn bây giờ là biết anh chị làm biếng đi châu rồi đâu có đi làm Cái gì này ai là mà chị gửi. sao, cái này là chị nghe thôi, em có bởi vì anh Phi giận bị tức mà anh Phi không về. Nó em kêu lấy chứng minh hoài mà anh Phi không chịu lấy, mà anh Phi giận. Ôi giận bây giờ là giận ai? Bây giờ lại cái giấy chứng minh của anh mà anh không lấy rồi ai lấy? Em giận em nói em phiên lấy chứng minh hoài, tại vì mẹ Phi á kêu em lấy giùm nó, thế nói à, em không lấy lùng, khi mẹ Phi nói em ngồi thẳng cái ngày uống rượu này nọ hoài đó, thế em cũng khó lòng nó, mới em kêu anh Phi lấy đi, em Phi không chịu lấy. Mẹ Phi kêu em lấy giùm, nó kêu phải lấy giùm mấy lần cũng không lấy.
có tên á, có tên cái giới hạn mới lấy được chứ sao mà không mà đi lấy được. Em cũng khuyên rồi, khuyên anh Phi ơi đi lấy đây, nó cướp đi, nó lấy giới hạn này. Mẹ anh Phi kêu nó, em cũng có khuyên mà anh Phi không chịu đi. Anh Phi bây giờ là thôi thua rồi, không còn gì lời đâu nên nói chưa nó đi lấy, đi lấy tới 11 giờ chưa lấy nữa. Rồi lấy gì rồi. Người ta đưa, người ta gửi tiền gửi gì còn không có giấy chứng cước nữa sao mà lãnh. Rồi chưa là hứa với em là ngày mới bắt đầu đi mua bán ve chai lụm. Mai đã đi lụm rồi, rồi anh Phi làm nên làm nên để giấy cước em không lo quan tâm nữa đâu. Em nói hết trả lời rồi, hết phiên rồi. Phiên hoài còn mơ anh đi lụm, còn anh Phi thì ở nhà Phi làm gì làm, đi ra chứng minh thì lấy. Anh không quan tâm nữa, nói rồng nó không nghe. Đúng rồi. Tới vợ mà nói không nghe chứ sao giờ. Đi đi một đi, đi khang đi lấy không chịu lấy. Nhận vợ thương vợ đi dặn đi lấy đi. Không, nói mai mà khỏi đấy luôn. Mời ta đi ta hoàn tiền trả lại bên Mỹ ra đó mà lấy cái gì? Chưa mới điện cho em nè. Thế em nói em có giấy cước nè, rồi nó em nói không có được đâu, giấy giấy cước của anh Phơi về mới được. Mấy người ta cho nhận. Vậy thì bây giờ nếu mà nhận không được thì mình... em thiệt anh nào giúp cho em rồi giúp, đừng nói giúp hai chồng em để gì. Rồi khi chồng em thì tức giận. Cái này là tao nói nó dốc, mà đem tiền tới đây rồi nó dốc vậy. Bởi vậy em nói nói dốc thì nói giúp thả chồng mày giúp được, nói dốc thì khi nói giận thì hờn. Nó không có giận hờn. Thế là có nhà như cưới xong lãnh tiền. Thì giấy căn cước hiện tại của anh Phi đang ở đâu? Ở khóm 8 á. Là thuộc về ở nó chung là... Ở khóm 8 á, chỗ công an xử công giữ á. Có nghĩa là đem đi công an giữ hả? Tại sao mà công an giữ? Hẹn hôm qua tới giờ rồi. Có nghĩa làm chưa lấy thì sao? Làm rồi mà chưa lấy. Có giấy hẹn ngày họ kia hôm qua tới giờ rồi mà Phi không chịu lấy. Có giấy hẹn nữa mà người ta đưa. Bây giờ thì hết giờ làm việc rồi, ngày mai đi. Thì em nói sao mà hôm qua người ta hẹn đi, không sao không đi mà sao bữa nay. Bữa nay rồi anh Phi không đi nữa nè. Anh Phi anh hết nói luôn rồi. Rồi anh Phi ngồi ra quán bà Bảy làm gì? Hết nói coi nào uống nước trà đá là uống nặng ngồi nặng hơn kìa. Anh Phi uống trà đá mà, những người kia. Tiền cái gì? Đời gì mất tiền mất bạc hoài ăn cho chơi. Mất tiền sao? Ở chỗ đó mất tiền hả? Bởi vậy mất tiền mất móc ra móc vô móc ra móc vô mà mất. Mất tiền của Phi hả? Anh Phi, đâu? Anh Phi chỉ coi thôi, không có chơi. Bây giờ mà anh Phi muốn chơi cũng có tiền đâu mà chơi hả? Không có chơi, đâu có cho chơi đâu. Tại vì chơi còn tốt. Rồi chị Vi này, chị nói anh Phi nghe không? Không có nghe đâu. Kêu về nó ăn cơm nước cũng về nữa. Rồi vợ chồng nói nhau không nghe nữa thì sống làm gì nữa? Rồi đó vậy, khi anh Phi kêu em về trước đi nấu cơm nước gì ăn, anh Phi ngồi nặng. Coi người ta đánh bài. Cái chừng nó mượn tiền người ta chơi đó. Không. Chắc không? Không, ta biết nhà mình có lãnh tiền đâu đó. Người ta chửi anh Phi rồi làm gì cho nó. Em mới về thì nè, về chưa được ăn, mới ăn cơm chiều nè, chưa được ăn cái gì nữa. Ngồi lẳng hoài chứ mệt mỏi luôn. Thì ngồi từ sáng tới giờ chưa vợ? Chưa vợ luôn. Trời ơi. Chưa được ăn cơm chiều đó. Mới chưa làm nó ăn đó kìa. Rồi anh Phi ngồi đó chiều giờ cũng chưa ăn gì luôn. Ừ. Ăn mới trứng hồng vịt lộn sống rồi. Trời ơi trời á. Lộn sống ăn gì đó. Ai hả? Phi đang ăn thịt sống luôn. Ăn con thịt lộn sống luôn hả? Chứ gì luộc không chịu ăn đâu. Bộ nói gì ăn thịt lộn sống. Trời ơi. Thế em muốn cho anh Phi đói rồi. Đợi anh Phi không chịu về mà. Rồi nó tanh gần gì sao hả? Anh Phi ăn được đó. Quen rồi. Trời đất. Đói luôn. Ăn con thịt lộn sống luôn. Thấy ghê vậy. Máu me không sao ăn trời. Để anh Phi quen ăn rồi, dầm người ta ăn được, dầm người ta không ăn. Không biết lý do tại sao ăn thịt lộn sống trong khi cái thịt. Em là em bị luộc không à, em là luộc cho anh Phi ăn không, không dám sống. Anh Phi ăn cái hộp thịt lộn sống này ăn nhiều lần chưa? Mấy lần này à. Mới đây hả? Ừ. Mới đây sao chị nói anh Phi quen rồi? Quen lúc mà anh Phi chưa ăn chỗ đó nữa, ăn lúc ở nhà. Là cũng ăn luôn ha? Ăn ở nhà đây, không phải ăn chỗ đó.
ăn trong nhà trọ này nè, khoảng đó. Có nghĩa là anh Phi cũng từng ăn hột vịt lộn sống nhưng mà ở nhà trọ đúng không? Làm mấy lần rồi, mấy lần ăn hột vịt lộn sống? Mấy lần, hai lần, ba lần gì á. Trời ơi trời, hột vịt lộn sống cũng ăn luôn. Thằng quỷ kinh hãi thật. Bởi vì em làm dâu em Phi cỡ nào cũng không nghe đâu, khi á mẹ Phi la em á. Kêu lấy dùm cho anh Phi mà không chịu lấy. Cái kêu phiên hoài không chịu lấy. Nó kêu mẹ anh Phi la em nữa. Nó nói em này là đứa dâu mà ngồi cho anh Phi ngồi uống rượu hoài không chịu lấy. Kêu hoài không chịu lấy. Em biết sao giờ? Thôi vậy nè, ngày mai em cầm cái giấy hẹn em đến đó thử người ta cho đưa mình hay không. Đã muốn gặp anh Phi, phải đưa cho em. Gì đó hả? Anh Phi người mới lấy được hả? Đúng rồi. Anh Phi đi kìa, người ta đưa giấy tờ giấy cước lấy. Trừ Phi là mình có quen cán bộ chọn thì cán bộ chọn tự lấy đơn cho mình. Thế em là chỉ đi hỏi thôi. Anh Phi có làm cái hẹn giấy chung giấy cước chưa, đừng đi lấy. Em chỉ hỏi thôi, không phải là em đi. Nhưng mà tại vì sao thường là hiện tại bây giờ làm căn cước công dân là không là nói chung là chính quyền địa phương người ta đi làm tại nhà cho luôn chứ đâu phải mất mớ phải đi làm. Làm rồi mà chưa có lấy. Mẹ anh Phi làm cho anh Phi rồi. Công an giữ đẳng á, ở phường 8 người là giữ đẳng á. Mà cái chứng minh nhân dân mình còn ở đây không? Công an đang giữ, mẹ Phi kêu em đi lấy dùm, kêu lấy dùm cho anh Phi, kêu anh Phi chở em đi, mà anh Phi không chưa đi. Xong rồi, ngày mai quyết tâm là đi làm bằng được nha, đi lấy bằng được nha, không phải là tiền nó chở về Mỹ đó. Cái là em biết anh Phi để em mời em đi lụm, anh Phi làm mình làm chứ nó hết vài hết nói hoài cũng không đi đâu nói hoài. Bây giờ là ngày mới là chị quyết định đi lụm với trai ha, đi lụm mời. Còn anh Phi nào, anh Phi còn anh Phi là chưa đã hứa với em với các cô chú anh nói là đi lãnh gì đó, đi cước á, mà anh Phi nói hứa lại đi lấy đó. Rồi hứa với các cô chú anh chị trên cộng đồng mạng là ngày mai anh Phi đi mua bán với trai rồi có thực hiện được không nè, hên xui nữa nè. Anh Phi nói mơ đi lấy cước đó để lãnh tiền thôi đó. Là không đi lụm ha, không đi mua ha. Để mơ anh Phi nghỉ ngày nữa đó, là mơ để đi lãnh cước thôi, không phải mà anh Phi nói đi mua. Lãnh đăng cước gì tới một ngày dữ vậy? Đi chút là về à? Ừ. Được chưa? Đi chút một về rồi xong mình cũng có thể đi lụm được. Anh Phi ở nhà chứ em đi lụm mà em không biết nhà có biết gì đâu. Anh Phi đi làm việc với anh Phi bây giờ. Chết rồi chị Phi, tốt nhất là chị phải kiếm đường về với ở vườn khu thôi chứ còn chị ở như vậy em thấy xong rồi đó. Không có còn tương lai gì để gọi là. Em nói em đi em ở rồi tới hết tháng này, hai tháng này là em đi nhà em ở rồi chứ nó hết hoài không chứ nghe. Bây giờ vợ chồng mà nói nhau không nghe nữa thì có còn gì nữa đâu. Lo con em chứ nói hoài mà chồng mà nó không nghe. Hơn nữa em nói chị nghe, chị bỏ được anh Phi là cũng là một cái điều tốt của anh Phi luôn. Em bỏ gần tháng thôi, Phi sửa sai đổi rồi. Đúng rồi. Không cần một tháng, chỉ một tuần. Một tuần thôi là anh Phi thay đổi rồi. Chứ ở đây hoài ha, anh Phi là làm tới, không có đi kiếm mà ăn kiếm đúng gì rồi. Hết á. Đúng rồi. Thì chị biết nghĩ vậy là tốt rồi đó. Còn bây giờ là một hai ngày nữa mình tiến hành làm công việc luôn. Thứ nhất là cũng vừa tốt cho chị, cũng thứ hai cũng tốt cho anh Phi để đi cải thiện cuộc sống lại mới được. Em anh Phi mà nói không nghe là em đi bên nhà em ở rồi. Nói hoài không hơn nghe. Nữa nói chị nghe, Khôi bây giờ đó, nó ở nhà một mình, nhiều khi chị có chị ở nhà chị săn sóc cho nó, nhiều khi nửa đêm nửa gì rồi con cái nó nhiều khi chở gió này nọ chị cũng biết. Khi coi em bệnh hoạn rồi không có ai cạo. Đúng rồi. Mà chị là người mẹ chị phải coi chăm sóc. Em ở đây thì chăm sóc chồng mà chồng nó không nghe. Chồng nó không nghe bỏ đi. Dù có bỏ đi. Chăm sóc nó không nghe. Thì phải đi lo cho con lại. Cái này em nói chị nghe, chị bỏ anh Phi trong vòng một tuần thôi, anh Phi sẽ cải thiện cuộc sống và làm lại con người khác. Còn mà chị cứ ở như vậy hoài, anh Phi vẫn như vậy hoài luôn. Nó thương vợ, nó lo cho vợ, nó đi mua lo cho vợ, không thấy mua được cái gì. Người thật sự có lo cho chị được cái gì không? Nó được cái gì, giấy chứng minh không lấy nữa. Giấy chứng minh của ảnh cũng không lấy nữa, mà nó lo được cái gì. Mà như vậy mà chị vẫn mê. Lo được cái gì? Vậy mà chị vẫn mê, chị vẫn ở đây, chị chỉ vẫn là ngồi luôn. Chỉ là ngồi đẳng không biết ngồi đẳng chi không biết. Ôi chồng này bởi vì hết, bởi vì anh lắm thương em mà em không thương. Vì anh lắm có người ta có vợ rồi. Chứ sao không lẽ người ta đi nước ngoài chứ còn lao động nước ngoài chị còn bỏ người ta được nữa mà.
giờ đó cái này kêu là cái gì ngoại, cái gì ta kêu là cái gì à, anh Thắng à, gieo quả nào à, gieo nhân gặp quả à, gặp quả gieo hạt nào ăn quả đó. Em ăn phi mà nó hết nghe là mình xích trời em đi rồi à, không có em có nghĩ là em đang bị cái gì hậu quả. Em khổ thêm làm em nói chị nghe, chị ở đây chị khổ thêm thôi. Thì nó khổ thêm. Ngày trước là anh Lắm đối xử với em rất là tốt đúng không? Anh Lắm nè, cho mẹ Lắm nấu ra ăn cho em ăn, không có nấu gì. Trời đất ơi, bây giờ em có nấu ở bên đó là cha mẹ nấu ra ăn không? Nấu cho em ăn không nãy nè. Bạn là có xích nước không à? Rồi bây giờ quay về đây là làm cực như vậy nữa mà ngồi vẫn còn ở hoài đi nói hậu hạ không nghe à. Nhưng mà bạn ở đây hoài như hậu hạ như con mà tử mà nó không nghe là giờ dọn đi rồi cái khỏe thân sống, giờ này bị quả báo rồi đó, sống không nghe là không đi, không nghe là dọn đi rồi. Chị Vi, chị có nghĩ rằng là chị hiện tại đang mắc nợ anh Phi không? Nợ nhiều á, khổ luôn, mắc nợ vậy. Người nợ chị trả gần hết chưa? Khổ luôn. Làm sao mà kiếp này em khổ nó biết luôn. Bây giờ chị muốn hết khổ là chị phải là nhường cho nhau một lối đi. Chị đi về ở với anh Khôi, chăm sóc cho anh Khôi, là chị là làm lại con người khác. Rồi nha, rồi anh Phi không có chị, anh Phi cũng sửa đổi luôn. Ha, chừng nào chị Ngọc đây về Sóc Trăng này để em về. Cỡ 1 tháng 2 tháng, tại vì em chưa đi đâu, tại vì em ở đóng trước 1 tháng 2 tháng rồi. Đóng trước 2 tháng rồi hả? Chị Ngọc về đi mới về đẳng được. Tiền mà đóng mình lấy được mà. Không có được đâu. Thì một tháng bao nhiêu tiền chị bỏ được mà? 700 cái gì. Rồi, có 700 ngàn chị bỏ được chứ quan trọng gì. Em nói chị nghe, chị mất 3-4 triệu chị còn bỏ được, nó không chỉ là 700 ngàn. Em lấy thì được, cái đó mà sợ mà chủ không đâu. Khỏi cần lấy luôn, cho luôn. Bỏ luôn. Lấy là được, tại vì lấy người ta nói mình. Bây giờ chị ở đây chị mất một lần 3-4 triệu chị còn bỏ được, không chứ 700 ngàn tiền nhà trọ đó thì có là cái gì đó. Chừng nào chị Ngọc về để mấy em đỡ 1 tháng là chị Ngọc về rồi. Rồi chị bây giờ là chị nói là chị Ngọc về là chị đi về ở với anh Khôi đúng không? Ở anh Khôi, chị Ngọc về đẳng luôn á. Rồi chắc chắn em. Em nói chị Ngọc ở luôn kìa, ở thăm. Ở với anh Khôi luôn, phải thăm. Thì em nói cho chị nghe, chị Ngọc có nhiều khi còn đi làm này làm nọ, chị Ngọc đâu có phải ở một chỗ được, chị Ngọc lại đây 2-3 ngày, chị Ngọc đi làm 2-3 ngày rồi. Quan trọng là chị người mẹ, chị phải ở với anh Khôi, chăm sóc anh Khôi kìa. Chăm sóc rồi, bây giờ em sống không nổi rồi. Tại sao không nổi nữa? Em à nắng cũng không được đâu. Tại sao? Tiền đầy đủ, tiền gì em cũng lo, bây giờ không nghĩ ra. Chị đi đó chủ yếu là chị chăm sóc con Khôi thôi, còn tiền điện tiền nước con Khôi nó đủ khả năng nó lo cho chị lại cho đó mà chị lo cho nó. Em đang đẳng em cũng đi lo nữa à. Không có lo tiền đâu. Nước tiền thì em cũng mới đóng à. Rồi coi đi lụm ve chai đi gì làm lại cuộc đời đi. Chứ ở đó mà cứ gì thế đâu mẹ không có lo. Ở đâu mẹ không đẳng cũng lo à, cũng đóng tiền nước tiền điện nè. Cái em đi vậy đó không có đóng mà em về đợi thử mà không đóng. Rồi em nói chị nghe đi đó, Khôi bây giờ có mẹ nuôi lo cho rồi, chị yên tâm ha. Chị không phải vấn đề quan trọng cái vấn đề điện nước nữa, Khôi bây giờ có mẹ nuôi lo. Chị chủ yếu đi là nói chung là chị chăm sóc cho Khôi. Em ở hết 2 tháng đây, tại em muốn ở đẳng đây đó, tại chị Ngọc chưa cứ về mà sao mà ở. Rồi tóm lại là chị Ngọc về là chị qua ở đúng không? Và ở đẳng cẩn trên ở phi thay đổi được. Đúng rồi đó. Chứ ở đây không được đâu. Rồi bây giờ chốt lại là như vậy ha chị ha. Rồi chào quý khán giả đi. Cho chị Ngọc về đi, nó đi đẳng ở được. Ừ.